Dù là trader lâu năm hay là mới chỉ bắt đầu tham gia vào giao dịch tài chính thì chắc hẳn các bạn cũng đều đã nghe tới một câu nói rất là nổi tiếng. Đây chính là trend is friend, hay xu hướng sẽ là người bạn của các bạn. Nhưng người bạn này thì lại rất là hay trở mặt, như ở trong trường hợp này và trường hợp này nữa. Và mặc dù các bạn thể nhìn thấy là xu hướng sẽ có thể quay trở lại và bắt tay với bạn với những cái đường đi đúng theo những cái suy nghĩ của các bạn, nhưng tới lúc đó thì cái lệnh của bạn nó bị stop loss rồi. Và đối với cá nhân mình thì mình là một người trong thị trường đủ lâu để mình hiểu được là gì. Cái sự khó chịu của các bạn khi các bạn đang nhìn thấy xu hướng giá đang đi lên và các bạn đang kỳ vọng một cái lệnh buy, nhưng ngay lập tức sau khi bạn vào cái lệnh buy thì giá nó quay trở lại và nó giảm rất là sâu. Có rất là nhiều thời điểm mình đặt ra câu hỏi là liệu rằng có một cái cách gì để mình có thể biết được hoặc có một cái dấu hiệu gì để nhận ra sớm những cái điều đó hay không. Thì ở trước đây thì mình xem về những cái nến, những cái hành động của giá, về những cái biến động của thị trường thể hiện qua cái lực cũng như là cái đà tăng của cái xu hướng đó. Cái đấy mình đã làm ở trong video trước đây thì các bạn có thể xem lại. Còn ở trong video này thì mình muốn tận dụng những cái thế mạnh của những cái chỉ báo về mặt phân tích kỹ thuật để giúp cho các bạn biết được rằng khi nào giá nó khả năng sẽ đảo chiều, và chắc chắn cái điều này sẽ giúp cho các bạn biết được là gì. Những cái điểm này sẽ là những cái điểm bạn không nên buy, những cái điểm này sẽ là những cái điểm các bạn không nên sell. Bởi vì sao? Ở đó nó có phân kỳ và giá nó có thể nó sẽ có những cú đảo chiều, một cú sập mạnh hoặc một cú nó tăng mạnh. Và trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận thông tin của mình về vàng, dầu, bitcoin, chỉ số cũng như là những cặp tiền, hoặc là các bạn muốn tham gia vào khóa học mà mình dạy các bạn về phân tích vàng cũng như là những cặp tiền thực chiến, thì các bạn thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình theo số điện thoại Zalo là 0969156969, hoặc đơn giản hơn thì các bạn để truy cập vào trang web của eminvest.vn và các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới, hoặc là ở dưới bất cứ video nào của mình ở trên YouTube cũng như trên Facebook, các bạn cũng có thể tìm kiếm phần là form đăng ký hỗ trợ trader mới, và rất vui có thể đồng hành cùng với các bạn ở trong thời gian tới. Và cụ thể thì ở trong video này mình chia thành 4 mục như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về phân kỳ là gì. Thứ hai, chúng ta sẽ nói chuyện về những trường hợp phân kỳ phổ biến. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu về những công dụng của phân kỳ. Và thứ tư là những cái chiến thuật mà mình sử dụng phân kỳ ở trong thời điểm hiện tại. Và đầu tiên để bắt đầu, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về cái gốc rễ, đúng không ạ? Thì phân kỳ là gì? Có thể khi các bạn nghe về cái từ này, các bạn đã nghe thấy ở đâu đó. Bạn nghe thấy phân kỳ RSI, phân kỳ MACD, phân kỳ CCI, rất nhiều cái loại phân kỳ. Vậy thì phân kỳ là gì? Và sau này nó có thể giúp cho chúng ta làm sao bắt được những điểm đảo chiều nó tốt nhất. Về cơ bản thì phân kỳ nó sẽ xảy ra khi mà đồ thị giá của một loại tài sản di chuyển theo cái chiều hướng ngược lại so với cái xu hướng của chỉ báo. Thường những cái chỉ báo được sử dụng đây là những cái chỉ báo động lượng nhằm phát hiện ra cái lực tăng hoặc là cái lực giảm của thị trường, nó đang mạnh lên hay là nó đang yếu đi. Thường thì phân kỳ xuất hiện là một cái dấu hiệu dự báo khả năng đảo chiều sắp tới của giá ở trong tương lai. Và có một điều mình muốn nhắc lại nữa, đấy chính là về phân kỳ, nó không chỉ là mình sử dụng mà có rất nhiều bạn trader khác sử dụng, kể cả Việt Nam ở trên thế giới. Thậm chí những công ty lớn, những công ty về chứng khoán, những công ty về tài chính, các bạn đọc ở trong những báo cáo của họ, những báo cáo hàng ngày hoặc báo cáo hàng tuần, họ vẫn sử dụng những cái nội dung như thế này, là về phân kỳ, về khu vực quá mua, quá bán để đưa ra những nhận định và đưa ra những cái khuyến nghị của họ. Vậy để hiểu được về phân kỳ, nó sẽ có rất là nhiều trường hợp và có thể sẽ làm cho các bạn bị rối, ví dụ như là mình vừa đọc ở trong cái phần định nghĩa vừa rồi. Thế nên mình hiểu những điều đó, bởi vì đấy chính là những cái điều mà hồi xưa mình khi mình học về những cái kỹ thuật này, học về những cái điều này, mình cũng rất là hoang mang. Khi nào là phân kỳ tăng, khi nào là phân kỳ giảm, khi nào là phân kỳ ẩn, khi nào là phân kỳ hiện, khi nào là phân kỳ mạnh, khi nào là phân kỳ yếu, có quá nhiều cái thông tin. Vậy nên mình sẽ làm thành một cái bảng và chia thành những trường hợp rõ ràng để cho các bạn dễ hình dung và các bạn thể dễ theo dõi. Ở đây mình sẽ chia thành hai trường hợp là phân kỳ tăng và phân kỳ giảm để cho dễ theo dõi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói tới trường hợp đảo chiều mạnh nhất của cả phân kỳ tăng và của cả phân kỳ giảm. Thì ở đây, đối với phân kỳ tăng thì chúng ta có thể thấy được rằng mặc dù là giá nó đang tạo ra những cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước, cái xu hướng của giá nó vẫn đang là một cái xu hướng giảm. Tuy nhiên cái chỉ báo động lượng trong lúc này nó lại tạo ra những cái đáy cao dần và thể hiện cho lực bán nó đang yếu dần ở trên thị trường. Vậy là mặc dù trader đã cố gắng để đẩy cho giá đi xuống, nhưng mà phe bán đang mất dần ưu thế trên thị trường. Và đây chính là yếu tố khiến cho giá có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm hiện tại để chuyển thành một xu hướng tăng ở trong tương lai. Ngược lại, đối với phân kỳ giảm, chúng ta có thể thấy được rằng giá đang trong một xu hướng tăng với những cái đỉnh cao dần, nhưng cái chỉ báo động lượng lại giảm xuống với những cái đỉnh thấp dần. Điều này cho thấy được rằng lực mua cố gắng để đẩy giá đi lên trong cái đà tăng này đang dần rút ra khỏi thị trường và báo hiệu cho thấy được là giá sẽ giảm điểm ở trong tương lai. Ngoài ra, chúng ta sẽ có hai trường hợp phân kỳ nữa, nhưng khả năng đảo chiều ở trong trường hợp này sẽ không cao. Và để phân biệt hai trường hợp này thì mình sẽ so sánh cả hai với phân kỳ đảo chiều tăng mạnh. Với trường hợp phân kỳ tăng trung bình thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt ở đây là gì? Là đồ thị giá đang tạo ra những cái đáy cao gần bằng nhau.
Trong khi đó thì chỉ báo vẫn cho chúng ta thấy được rằng lực mua vẫn đang đi lên, nhưng hiện tại thì giá đang thay đổi rất là ít. Từ đây thì giá vẫn có thể sẽ đảo chiều tăng do phe mua đã cố gắng chiến thắng được ở trong thị trường. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu trường hợp này theo một cái hướng đi khác. Lực mua mạnh lên khi giá quay trở về vùng đáy cũ và yếu đi khi giá tăng lên. Đây có thể là biểu hiện cho thấy là phe mua đang muốn gom tài sản này với mức giá quanh cái vùng đáy cũ hơn là việc đẩy giá đi lên ở trong thời điểm hiện tại. Điều này sẽ khiến cho khả năng xuất hiện đảo chiều với trường hợp phân kỳ trung bình thấp hơn so với trong trường hợp trước. Trường hợp cuối cùng mà chúng ta có thể xác định đảo chiều đấy chính là phân kỳ tăng yếu. Và với trường hợp này thì khi mà giá đang bị đẩy xuống nhưng cái chỉ báo động lượng của thị trường thì cho chúng ta thấy được rằng lực mua và lực bán đang khá là cân bằng. Chúng ta có thể hiểu được rằng là tại đây mặc dù giá nó đi xuống nhưng phe mua không hề đầu hàng và giá sẽ có khả năng đi lên sau đó, sau khi phe bán thấy rằng mình không còn đủ khả năng để đẩy giá đi xuống sâu hơn nữa, hoặc đơn giản là họ đã muốn chốt lời và rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên điều ngược lại có thể xảy ra đấy chính là phe mua sau khi thấy rằng mình không còn khả năng để cản cái đà giảm của giá thì sẽ cắt lỗ và khiến cho giá liên tục đi xuống. Và đây là lý do tại sao cái trường hợp phân kỳ này được coi là phân kỳ đảo chiều yếu nhất. Tương tự chúng ta sẽ có trường hợp là phân kỳ giảm trung bình và phân kỳ giảm yếu. Thêm vào đó chúng ta sẽ có một trường hợp phân kỳ nữa là phân kỳ ẩn. Nhưng đây không phải là để xác định đảo chiều. Đối phân kỳ ẩn thì giá có khả năng sẽ tiếp diễn sau cái xu hướng đó. Cụ thể hơn các bạn có thể nhìn thấy ở đây là trong một cái xu hướng tăng thì phân kỳ ẩn sẽ xuất hiện khi mà giá đang tạo ra những cái đáy cao dần. Nhưng cái chỉ báo động lượng lại tạo ra những cái đáy thấp dần. Vậy là ở trong cái vùng đáy này, cái lực bán đang giảm đi và chúng ta có thể kỳ vọng là cái xu hướng tăng này sẽ tiếp diễn và sẽ đẩy cho các đáy tiếp theo đi lên cao hơn nữa. Ngược lại là phân kỳ ẩn xuất hiện trong một xu hướng giảm thì cho chúng ta thấy được rằng cái lực bán đã tăng lên khi mà giá đã tạo ra những cái đỉnh thấp dần và cho thấy cái sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Và đó đấy là lý thuyết về những cái trường hợp phân kỳ có thể xảy ra trong thị trường. Ở trong thực tế chúng ta sẽ sử dụng như nào và công dụng phân kỳ ra sao thì mình sẽ gửi tới cho các bạn bằng những cái ví dụ cũng như là bằng những cái minh họa cụ thể ở trên đồ thị. Như mình đã nói ở trên, nếu như các bạn hiểu rõ và các bạn có thể ứng dụng được về phân kỳ thì có thể giúp được cho bạn thấy được là gì? Là những cái nhịp đảo chiều của giá, và từ những cái nhịp đảo chiều này của giá chúng ta có thể phân tích ra là gì? Chúng ta tìm được những điểm entry buy hoặc cho điểm entry chúng ta sell. Những cái điểm chúng ta có thể là sử dụng cho việc là chốt lời hoặc cho cái việc là cho cắt lỗ. Hoặc hơn nữa đấy chính là gì? Là chúng ta có thể sử dụng cho những việc là chúng ta có thể gồng lệnh ở trong thời điểm trong tương lai. Chúng ta có thể gồng lãi khi mà giá nó đang đi lên. Chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta gồng với cái lệnh buy đó. Chỉ khi nào xuất hiện những cái tín hiệu là phân kỳ giảm lúc đó chúng ta có thể là chốt lời. Đó, thì đấy là một vài cách để chúng ta có thể sử dụng là những cái phân kỳ. Và đối phân kỳ thì như chúng ta đã nói là chúng ta sẽ sử dụng một cái mối tương quan giữa cái giá và những cái chỉ báo động lượng. Chúng ta có rất là nhiều chỉ báo động lượng khác nhau, ví dụ là RSI, CCI, Stock, rất nhiều chỉ báo. Nhưng mà đối với cá nhân của mình thì phân kỳ bạn sử dụng với RSI nó là một cái cách sử dụng hiệu quả và đơn giản nhất. Thứ nhất là RSI là một chỉ báo động lượng đang sử dụng từ rất là lâu đến thời điểm hiện tại. Và đến bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều người sử dụng, cả những trader cá nhân và cả những tổ chức tài chính lớn. Vậy nên không có lý do gì thì nó không phải là một chỉ báo không hiệu quả. Điều thứ hai là RSI là một chỉ báo miễn phí và cài đặt ở trong tất cả những cái công cụ và phần mềm của bạn giao dịch. TradingView, MT4, MT5, CTrader, rồi tất cả mọi thứ. Không có một nơi nào là không có cái đó cả. Các bạn không phải bỏ tiền thêm và các bạn không phải cài đặt thêm, và tất cả nó là miễn phí. Đấy chính là lý do là tại sao mình sẽ áp dụng cái phân kỳ với RSI ở trong cái ví dụ của video này. Trước tiên thì mình sẽ cho các bạn thấy một vài ví dụ về cách để chúng ta có thể xác định một xu hướng mới với phân kỳ của RSI. Chúng ta sẽ cùng theo dõi đồ thị của vàng ở trong ví dụ này. Từ đầu năm 2022 đến tháng 11 thì vàng đang di chuyển trong một xu hướng chính là một xu hướng giảm. Tuy nhiên từ tháng 10 đến tháng 11 thì vàng lại tạo ra những cái đáy gần như là bằng nhau, cho nên thấy được rằng là cái đà giảm nó đang yếu dần đi. Ngược lại thì RSI lại đang tạo ra những cái đáy cao dần. Ở đây cho chúng ta thấy được rằng phe bán đang yếu đi mỗi khi giá chạm lại vào cái vùng đáy này. Đây sẽ là một trường hợp phân kỳ đảo chiều tăng giá ở mức trung bình. Và chúng ta sẽ kỳ vọng là tại đây sẽ có một nhịp đảo chiều xu hướng là từ giảm chuyển thành tăng. Với ví dụ này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giá đã tạo ra những cái đỉnh cao dần, còn đối với RSI thì tạo ra những cái đỉnh thấp dần. Cho chúng ta thấy một điều rõ ràng rằng là phe mua đã rút ra khỏi thị trường và tạo nên trường hợp phân kỳ đảo chiều giảm giá mạnh và đẩy giá đi xuống ngay sau đó. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng phân kỳ để tìm những cái điểm bắt đỉnh, bắt đáy ngược với những cái xu hướng ở trong ngắn hạn. Như ở ví dụ này thì xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng, giá liên tục tạo ra những cái đỉnh và những cái đáy cao dần. Nhưng mà khi giá tạo ra những cái đỉnh này thì chúng ta có thể thấy là RSI lại có những cái đỉnh thấp hơn. Vậy là chúng ta đã có một tín hiệu phân kỳ đảo chiều giảm mạnh. Và chúng ta có thể vào một lệnh ngay tại cây nến này với stop loss là khoảng chỉ 30 pip. Và sau đó thì giá đã có nhịp giảm là hơn 100 pip. Tuy nhiên sau khi mà giá đi sideways thêm một thời gian nữa thì nó lại có một nhịp tăng trở lại.
Chính vì vậy, những cái lệnh mà các bạn vào theo tín hiệu phân kỳ trong thời gian nhỏ chỉ nên là những cái lệnh scalp ngắn hạn và đi kèm theo những yếu tố xác nhận như là hỗ trợ kháng cự, pression hay những chỉ báo khác. Thêm vào đó, các trường hợp phân kỳ ẩn cũng sẽ giúp cho bạn đưa ra quyết định chính xác hơn về việc gồng lời và việc chốt lệnh. Như ở trong ví dụ này thì giá đã nằm ở trong một xu hướng tăng khá là lâu và tại đây xuất hiện một nhịp giảm với nhiều cây nến đỏ nối tiếp nhau. Tại điểm này thì bạn sẽ khá phân vân là có nên gồng tiếp những cái lệnh mua đã có lãi của mình hay không. Thì chúng ta sẽ theo dõi thêm cái dữ liệu từ chỉ báo RSI. Ở trong thời điểm này thì giá đã tạo ra những cái đáy cao dần và RSI tạo ra những cái đáy thấp dần. Trường hợp phân kỳ ẩn tăng giá thì sẽ cho thấy rằng giá sẽ tiếp tục tăng lên sau cái nhịp giảm này và các bạn có thể tiếp tục giữ cái lệnh mua các bạn đang có. Và qua cái phần trên thì mình nghĩ là các bạn đã hiểu rõ hơn về là RSI rồi phân kỳ chúng có thể áp dụng vào trong những tình huống nào trong thực tế để xác định xu hướng, để tìm những điểm chốt lời, để tìm những cái điểm đảo chiều, đấy cái điều thực tế. Và cái chiến lược ở trong thời điểm hiện tại mình đang sử dụng về phân kỳ RSI nó là như thế nào mình để chia sẻ với các bạn. Nó là một chiến lược mình đang sử dụng đang khá là lâu và đến thời điểm hiện tại cá nhân mình đánh giá nó vẫn đang rất là hiệu quả. Và cụ thể hơn về cái chiến lược này đấy chính là mình sẽ áp dụng phân kỳ RSI với đa khung thời gian, với hành động giá pression và với những cái chỉ báo khác để chúng hỗ trợ ra được một kết quả nó chính xác và an toàn nhất. Để bắt đầu thì mình sẽ lấy lại một cái ví dụ mà mình đã đề cập đến ở trong video về MACD để giúp cho bạn thấy được là cái sự tương đồng giữa những cái chỉ báo xác định phân kỳ. Trước tiên ở đây thì mình sẽ cùng với các bạn theo dõi đồ thị của vàng trong thời gian là H1. Giá trước đó đang nằm ở trong một xu hướng tăng với những cái đỉnh sau cao hơn những đỉnh trước và những cái đáy sau cao hơn những cái đáy trước. Nhưng tới đây thì giá đã chững lại và tạo thành một cái vùng tích lũy. Vậy nên chúng ta sẽ vẽ được một cái vùng hỗ trợ tại đây và chờ một cái phản ứng của giá khi mà giá nó hồi trở về quanh khu vực này. Và nếu như các bạn còn đang băn khoăn về cách vẽ vùng hỗ trợ như thế nào thì các bạn có thể xem lại video trước để xem được cái cách vẽ vùng hỗ trợ một cách chính xác và đơn giản nhất mà mình học được từ trader top 1 của FTMO. Ở đây quay trở lại với đồ thị của vàng, chúng ta có thể thấy được giá vàng nó đã khá là tôn trọng với vùng hỗ trợ khi mà chúng ta vừa xác định. Tại đây thì vàng có một cây nến rút râu dưới khá là dài sau khi cái dữ liệu về non-farm tháng 6 được công bố. Tiếp theo đó thì vàng lại có một cái nhịp tăng mạnh và sập sở về đúng cái khu vực hỗ trợ này. Vậy chúng ta sẽ thử quan sát kỹ hơn xem đồ thị của giá đây có phải setup lệnh mua hợp lý hay không bằng cách là sử dụng đa khung thời gian xuống khung thời gian nhỏ hơn. Ở khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian M15, khi mà giá đã chạm trở lại vùng hỗ trợ này thì xuất hiện tới 3 cây nến đỏ rút râu. Thì điều này cho chúng ta thấy được rằng cái lực bán đã yếu đi khá là nhiều và nó ngăn không cho giá đi xuống sâu hơn nữa. Và điều này cũng thể hiện ở trên cái chỉ báo RSI với những cái đáy thấp dần. Vậy thì ở đây chỉ có một cái nhịp phân kỳ ẩn tiếp diễn xu hướng và nó là một cái xu hướng tăng. Thế nên là các bạn có thể tìm kiếm một entry buy tại cây nến xanh này và stop loss ở dưới cây nến đó. Sau đó thì giá đã tăng lên theo đúng theo phân tích và kỳ vọng của các bạn để chốt lời với cái tỷ lệ là RR12. Hoặc là các bạn để chờ cho những cái tín hiệu phân kỳ giảm nó xuất hiện và để chốt cái lệnh của các bạn với cái mức lãi nó nhiều hơn một chút. Và sau khi cái lệnh này đạt kết quả thì giá nó lại tiếp tục giảm xuống trong một khoảng thời gian khá là dài ở sau đó. Và nhịp giảm này thì kết thúc bằng một cây nến pin 3 xanh ngay tại vùng hỗ trợ. Và đây là một cái tín hiệu của hành động giá cho thấy rằng là giá nó khả năng sẽ đảo chiều. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp thêm với tín hiệu đảo chiều tăng tại khu vực này để đưa ra quyết định mua ở cây nến này. Stop loss thì mình sẽ đặt với mức là khoảng 30 pip. Và với cái nhận định này thì sau đó mình đạt được cái tỷ lệ RR là 1-2. Và cũng như là cái nhận định trước thì các bạn để chờ đợi cho phân kỳ đảo chiều giảm xuất hiện để chốt cái lệnh này với tỷ lệ RR lên tới là 1-9. Tuy nhiên thì mình khuyên là các bạn không nên dựa vào phân kỳ để gồng quá là cao như vậy. Trong thực tế nó sẽ không phải là đơn giản như chúng ta đang backtest ở trên đồ thị. Và theo cái lời khuyên của mình thì các bạn nên sử dụng mức RR là 1-2, 1-3 là vừa và phù hợp. Và để tóm tắt lại cho bạn dễ hình dung và bạn dễ hiểu thì cái chiến lược của mình sử dụng phân kỳ đấy chính là gì? Mình đi tìm cái xu hướng và mình đi tìm những vùng hỗ trợ ở trong khung thời gian lớn. Sau đó thì mình vào trong khung thời gian nhỏ để mình xem cái hành động của giá. Và từ cái hành động của giá đó thì mình tìm những cái dấu hiệu về phân kỳ. Ví dụ như ở thị trường đang một cái xu hướng tăng thì mình tìm kiếm là giá nó sẽ quay trở về cái vùng hỗ trợ ở trong khung thời gian nhỏ. Và ở cái vùng hỗ trợ đó nó xuất hiện cái phân kỳ tăng thì sau đấy mình sẽ tìm kiếm một cái lực mua. Và trong trường hợp ngược lại, khi chúng ta có một cái xu hướng giảm thì khi mà giá nó chạm đến cái vùng kháng cự thì mình sẽ vào cái khung thời gian nhỏ, mình tìm kiếm những cái dấu hiệu về phân kỳ giảm thì mình sẽ vào những cái lệnh sell trong khoảng thời gian đó. Và như thế nó sẽ đảm bảo được cái tính hợp lý giữa những cái khung thời gian với nhau và nó sẽ đảm bảo được cái tính chính xác cũng như là tính thống nhất trong cái nhận định của mình. Và có một điều nữa mình muốn nhắc lại với các bạn đó chính là khi các bạn bắt đầu giao dịch vào, nếu như các bạn không kiến thức thì nó sẽ giống như một cái trò chơi may rủi. Và trước khi bắt đầu vào bất cứ một lĩnh vực nào thì các bạn cần trang bị kiến thức và những thông tin liên quan.
Và trong thời điểm hiện tại thì mình có xem những chuyên mục ở trên trang web của FXTM thì nó có những cái bài viết cũng như là những cái ebook khá là đa dạng về cả kiến thức cơ bản và về cả tâm lý. Và những cái video ở đây hoặc những cái ebook ở đây thì đều có những phụ đề. Và với cái phần link thì mình sẽ để dưới phần mô tả nếu như bạn muốn xem và các bạn học để trau dồi thêm kiến thức. Và đây mình nghĩ là một kênh khá là hay để chúng ta có thể cập nhật thêm những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích. Và rồi, đấy là tất cả những gì mình muốn gửi tới cho mọi người trong video ngày hôm nay. Một cái video mà cho nói câu chuyện về phân kỳ. Cho ai học được về gì? Cho ai học được về phân kỳ là gì? Phân kỳ được dùng để làm gì? Phân kỳ có những loại nào? Và cái chiến lược chúng ta áp dụng ở trong thực tế nó sẽ ra là làm sao? Có thể khi bạn xem video này, bạn sẽ cảm thấy nhiều lúc nó sẽ hơi bị khó cũng như là hơi bị hoang mang. Nhưng mà như mình đã nói thì tất cả những cái này nó chỉ là cái bước đầu. Nếu cái đoạn nào các bạn cảm thấy khó quá thì các bạn thì dừng lại để bạn chép và bạn xem đi xem lại. Hoặc nếu như các bạn muốn thì các bạn thì nhắn với mình theo số Zalo là 0969 156969 thì mới có thể zoom hoặc mình có thể giảng online cho bạn một lần nữa. Với những cái ví dụ cũng như những cái minh họa trên đồ thị, mình hy vọng là như thế chúng ta có thể hiểu hơn và chúng ta có thể áp dụng ở trong thực tế nó tốt hơn. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian theo dõi video của em Invest và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.